quay trở lại với chuyên mục review quán cà phê xịn sò của Easy Food. Còn mình là Lâm Phương. Ngày hôm nay thì Lâm Phương sẽ cho các bạn một quán cà phê không gian rất là yên tĩnh này, rất là rộng rãi và thư giãn, là Deep Coffee. Bean Coffee gồm 2 tầng, nằm tại khu đô thị Sương Rồng Thái Nguyên. Trước mặt là một con đường rộng dài, một hồ nước tĩnh lặng, hàng cây xanh mát. Bạn muốn có một buổi hẹn hò lãng mạn, một chỗ làm việc lý tưởng cần cho sự sáng tạo, hay một buổi sáng vừa uống cà phê vừa thư giãn, thì Easy Food tin đây sẽ là một địa điểm lý tưởng dành cho bạn. Ngoài sự hài hòa trong phong cách thiết kế không gian, Bean Coffee luôn chú ý đến chất lượng của đồ uống. Từng hạt cà phê được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những nông trường cà phê giàu truyền thống của Buôn Mê Thuột, sau đó được lên men và rang xay trong quá trình chế biến một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Mỗi một loại thức uống hay loại cà phê được tạo nên bởi Bean Coffee đều mang một hương vị khác nhau. Một chút Bean Coffee nghệ béo của đường sữa, hương thơm thoang thoảng đầy tinh tế mang đến cho bạn sự trải nghiệm mới lạ, lôi cuốn. Một ly sữa chua dẻo mang xu hướng món ăn đường phố ngon, lạ miệng khi mix với các loại hoa quả tươi. Hay bạn có thể order cho mình một ly Canvalli cao cấp được nhập khẩu từ Pháp và chế biến theo quy trình chuẩn châu Âu. Có thể nói, Bean Coffee là nơi đầu tiên mang chất lượng sản phẩm tốt nhất đến với bạn. Bạn có tin? Hãy ghé Bean Coffee mỗi ngày với chúng tôi nhé!